xin lỗi các bạn này, và tôi sẽ quay lại với bạn ngành công tác xã hội, ngành mà tôi làm việc rất nhiều. Khi mà tôi xách bao xu với tôi đi tiêm đi phát ở đường tàu Hải Phòng cho người nghiện chích ma túy mà suýt thì họ đâm chết, đâu họ nghề xong phim rồi. Khi tôi suýt thì họ đâm chết. Khi tôi thâm nhập vào ổ mại dâm ở công tư của Sài Gòn và cũng suýt chết ở trong ổ mại dâm đó, bỏ không được. Đấy là những công việc của người làm cho các tổ chức phi chính phủ. Các bạn làm ngành công tác xã hội, các bạn cũng xác định rằng là có bao nhiêu trường danh đang đào tạo ngành công tác xã hội giống như Thăng Long, bọn nó hơn gì ở mình, thua gì ở mình. Các bạn có hỏi thấy chưa? Và khi tốt nghiệp hôm qua công tác xã hội của đảng Thăng Long này đi đâu về đâu? Các bạn công tác xã hội, các bạn trả lời cho tôi, các bạn sẽ làm gì khi bạn ra trường? Lúc đấy em hỏi được hàng giờ, ở đây ai công tác xã hội nhỉ? Bạn ra, em sẽ đi làm gì? Cứ ngồi nói cũng được. Một tổ chức phi chính phủ. Vấn đề nhà nước, đúng không nhỉ? Cảm ơn bạn nhá. Giờ tôi sẽ hỏi Cường này. Các bạn đây, tôi hỏi bạn này. Một nhà nước. Em có phải con cháu cha không? Trả lời thật đi. Tất nhiên là các bạn gái cũng được hy vọng. Bởi vì nếu nó là con cháu cha thì sẽ xếp hàng hơi dài. Con cháu nhà ai không? Hả? Có đúng không? Có thì chắc chắn bạn xác định sẽ là cái nhà nước. Được chưa? Đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, bạn định làm các tổ chức phi chính phủ. Bạn biết các tổ chức phi chính phủ là gì và có website nào để tuyển dụng không? Đây là gì? Go Green đúng không nhỉ? Ok, của Việt Nam đúng không? Ok. Các tổ chức phi chính phủ có hai loại. Một là phi chính phủ quốc tế và hai là phi chính phủ Việt Nam. Các tổ chức phi chính phủ Việt Nam nguyên tắc là họ nhận tài trợ từ các tổ chức quốc tế. Các bạn hiểu chưa? Thời điểm tôi đứng trước mặt các bạn này, tôi có 16, 17 năm làm việc cho các tổ chức phi chính phủ quốc tế. Hết thời rồi. Vì sao hết thời? Bởi vì Việt Nam đã được xếp vào nhóm nước là tên nghèo. Và các nhà tài trợ rút khỏi Việt Nam vào năm 2017, năm mà các nhà tài trợ ao ao rút khỏi Việt Nam. Đấy nhỉ? Và thời gian tới, tiền rất ít. Được chưa? Vậy cơ hội của bạn, khi bạn muốn tuyển cho các tổ chức phi chính phủ quốc tế, việc số là gì bạn đã biết không? Tiếng Anh cũng cực kỳ trôi chảy, ít nhất là như thế. Tôi không quan tâm bạn tốt nghiệp trường Thăng Long là bằng khá, bằng giỏi, trung bình nhá. Bọn tôi không quan tâm. Bọn tôi thì vào phỏng vấn tiếng Anh, mày nói đi. Lúc thì có người nước ngoài ngồi cùng bọn tôi, lúc thì người Việt Nam nói chuyện với người Việt Nam. Môi trường làm việc ngoài tiếng Việt, tiếng Anh là chính thống để viết email. Và các nhà tài trợ nước ngoài, các bạn phải làm việc, các cán bộ hỗ trợ kỹ thuật, tiếng Anh các bạn phải trông chảy. Được chưa nhỉ? Tôi hỏi các bạn, các xã hội thì đây các bạn đã trông chảy chưa? Chưa thì cố vào đi. Bởi vì các bạn cạnh tranh đầu tiên thì chính những người đang làm cái tổ chức phi chính phủ như tôi. Bởi vì tổ chức rút đi thì việc còn điều ít thì bọn tôi, chính bọn tôi đang phải cạnh tranh nhau. Thì các bạn đừng có mơ. Hiểu tôi nói không? Bạn đang lách qua một cánh cửa hẹp. Tôi không có ở đây, nhưng mà nếu được thì tí tôi sẽ cho các bạn ở ngành công tác xã hội biết một trang web tuyển dụng tất cả các công việc của các tổ chức phi chính phủ. Các bạn có muốn không? Đấy, các bạn vào đấy. Họ tuyển những vị trí đơn giản nhất, ở đầu chỉ là volunteer thôi. Một ngày cho được 3 đô, 5 đô, 7 đô. Tổ chức nào giàu nhất thì cho 10 đô. Đấy là chỉ hỗ trợ đi lại thôi. Volunteer là tình nguyện viên, người đi học viện, sau đó những vị trí là trợ lý, cán bộ cao cấp, cán bộ quản lý cao cấp. Đấy nhỉ? Phỏng vấn công khai. Có những bạn sinh viên đến rồi, thưa thầy, thưa anh, em đến phỏng vấn, được rồi, ok, bạn có gì mà nói đi, em tốt nghiệp của đại học Harvard về đây,
sinh viên nhá. Ok, thì ngay dần tôi. Thế bạn có gì? Tại sao bạn lại vào đây? Ô, em thấy được chính phủ chất nhiều tiền. Rất là mơ hồ, không biết một tí gì về công việc ứng tuyển. Có kinh nghiệm gì không? Không. Harvard nhá, tôi chưa nói đâu xem. Bởi vì bạn đi học không phải bằng tiền học bổng, tức là không bằng những phần quả đi tiền bố mẹ nuôi. Khi nào qua đi học nước ngoài học tiền học bổng toàn phần, khác hoàn toàn cái tiền bố mẹ học bổng. Các bạn đang bất hiếu cha mẹ và cái nó bóp cổ cha mẹ già yếu ở nhà, đúng không nhỉ? Hoặc bố mẹ phải làm rất nhiều việc để kiếm tiền cho bạn du học. Ấy, sinh viên chúng ta đi vào con đường này nhiều vô kể. Và tôi may mắn tôi có làm trong dự án cho tổ chức lao động quốc tế. Bọn tôi tập huấn cho ba miền Bắc Trung Nam. Và tôi cũng là người giáo viên đại học đi dạy. Sinh viên giờ có hai nhóm rất rõ ràng. Một nhóm cực giỏi, giỏi khủng khiếp. Và một nhóm tệ không thể tệ hơn. Các bạn làm sao chứ đi bọn tôi được 6 năm trường đi 18 kỳ thi, còn gì là xuất. Tàn một đời trai và phai một đời gái luôn. Ở nhà, sáng học ở bệnh viện, chiều học chẳng được, tối đi chứ. Thế mà rất nhiều người rất rõ. Tất nhiên sinh viên đi được càng ngày càng rốt đi. Đấy là tôi nói, là sinh viên chứng y của đại học y đào tạo. Chứ còn tôi chưa nói đất nước này đào tạo các bác sĩ của trường không phải chứng y cũng đào tạo bác sĩ. Giết người không ra, thật là tai hại. Một khóa của tôi 100 sinh viên được khoảng 10 đứa giỏi ở ngoài học bật máu mắt luôn. Mỗi một cuốn sách của tôi giấy bình như này và mỗi một môn thi của tôi phải 3 lần thi thì vừa đem xong trên bệnh nhân kháng đi. Cùng với đau bụng, nam với nữ được sao giống nhau được, phải học tư duy logic để loại trừ. Thi xong gần đây, chiều thi tiếp. Sợ chưa? Ấy, và một thứ là thi lâm sàng, khám bệnh nhân. Ba cái đó xong, trượt cái nào thi lại đó. Các bạn đơn giản là sư. Thế mà thì là ngoại ngữ không giỏi, thì học bằng quái. Tốn tiền bố mẹ. Được chưa? Thế thì tôi đặt câu hỏi là ta là sinh viên của Đại học Long, ta đang là ai? Tưởng sang câu chuyện tiếp theo, bạn sẽ là ai? Đây, đây. Các bạn có thể là một, đây là một hình như là một bạn sinh viên của Đại học Long khi tôi vào website của trường. Đây là bạn ấy là biên tập viên gì đó của đài truyền hình Việt Nam hay là truyền hình khác gì đó. Bạn cũng thể là các bạn sinh viên qua hàng đấy, được không nhỉ? Một doanh nhân, một giáo viên. Và khi tôi đi làm cho rất nhiều nhà máy từ Bắc vào Nam, các bạn không thể tưởng tượng được một phần nhân sự của nhà máy thông báo rằng tỷ lệ rất nhiều các cử nhân đại học giấu bằng đại học đi xin vào làm công nhân may, cất bằng đại học đi không dễ, bởi vì bằng đại học không tuyển được công nhân, nhiều cực kỳ chứ không phải ít. Bởi vì tôi cũng dạy cho công nhân thì tôi biết, bạn nào đại học mà không không đại học biết ngay. Thế thì đâu đó số các bạn ở vùng này này, đấy. Chuyện đấy là thực tế nhá, tôi đang gặp nhá, và tôi nói là nhiều, thật nhiều. Các bạn, một số sẽ con cơ như bạn trai kia làm cho nhà nước, một vài đơn vị nhà nước. Nhưng xin thưa các bạn đang có ý tưởng của nhà nước, kể cả các bạn là con cháu trai, bắt đầu từ năm nay trở đi, các cơ quan nhà nước sát nhập nhiều vô kể. Ví dụ ngành y của tôi, 8 cơ quan sát nhập về. Bên khối nhà nước, các đơn vị phòng ban sát nhập nhiều vô kể, vừa dập loạn. Họ làm 5 năm, thậm chí 10 năm rồi, mà chỉ vì một việc sát nhập về vừa. Thế thì bạn có cơ gì để vào nhà nước?
chưa kỹ. Nhà bạn rất to, một là bố là to, hai là tiền đến mỏi tay. Một xã hội mà để xin được vào một vị trí trong nhà nước là giáo viên ở một huyện miền núi, giá là 250, quá chuẩn luôn. Không ai dám mạnh mồm tuyên bố như thế cả, nhưng đó là một luật ngầm. Và rất nhiều người chạy trong rồi, bây giờ bỏ biên chế rồi, hợp đồng dài hạn đi. Ok, hợp đồng tức là có thể là cắt được hợp đồng của mình. Rất nhiều giáo viên không dở, và các bạn vừa rồi thấy trên TV rất nhiều cảnh là giáo viên chạy tiền qua cho nó trên TV đâu. Nhưng cuối cùng là sát nhập giảm biên chế, một loạt giáo viên đứng đường. Một loạt giáo viên bị sát nhập đang chuyển đang dạy đến cấp 2 ở Nghệ An, ở Diễn Châu đúng không nhỉ, chuyển đến cấp 1. Một loạt giải thích cực kỳ tồi tệ, giáo viên cấp nhà phải dạy được một phép cho bây giờ mới chết tươi. Rồi như bác sĩ ấy, thằng răng làm mặt bỏ mấy cái khán giả đi đâu hẳn không. Thế, một sự trả lời rất là vô trách nhiệm vì sao không? Vì chính người đang công hiến cho tổ quốc. Bởi vì sao? Chúng ta tạo ra một cơ chế không minh bạch và sòng phẳng. Thì các bạn ấy chứ không phải ai cả. Khi các bạn không có một ngọn lửa cũng đúc thì các bạn ra trường biết làm gì cả. Ngồi học, sinh viên của tôi nhá, không có chuyện ngồi học như các bạn. Một mình tôi một kiểu dạy so với hơn 100 giáo viên của trường của tôi dạy. Tôi dạy một kiểu hoàn toàn khác luôn. Và cuối năm bao giờ bạn có đánh giá giáo viên đúng không? Tôi được ưu ái xếp ở vị trí rất tốt vì tôi dạy một kiểu khác. Quan trọng là nhà trường theo không? Thổi thừa gì cho các bạn? Để bạn, ok, em ra trường, em đặt tay lên trái tim. Em rất tự hào em là sinh viên của trường. Thế được chứ? Được chưa? Các bạn có thể làm rất nhiều ngành khác. Và các bạn ngành công tác xã hội ơi, các bạn có một câu cực kỳ to lớn. Đó là Bộ Y tế đã mở bắt buộc tất cả các bệnh viện cấp tỉnh thành và thậm chí là cả quận huyện, nhưng mà đa phần bây giờ đang áp dụng cho tỉnh thành, là cái ngành công tác xã hội cho bệnh viện. Kiểu như được khủng khiếp luôn. Và sắp tới Việt Nam không còn thế hệ là tuổi dân số vàng mà là thế hệ già, sẽ có nhiều trung tâm dưỡng lão và ngành công tác xã hội của bạn có vô khối việc để làm. Tôi khẳng định với các bạn điều là ngành của bạn đang bắt đầu trở thành một ngành đang bị dưới nhân trầm trọng. Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã có hẳn một chiến lược để hỗ trợ cho ngành công tác xã hội. Đấy, các bạn ngành công tác xã hội lưu ý nhá, nghề y trong lĩnh vực công tác xã hội đang mở cửa và toàn bộ xã hội nói chung công tác xã hội cực kỳ thiếu và yếu. Để trên nhở, thế là các bạn ngành công tác xã hội nhá.